Chào bà con. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Hiện tại thì Phong với chị Nga là bữa nay là đi xuống thăm chị Dân. Chị Dân là mẹ của bé Diễm của cô bác anh chị, là cái hoàn cảnh mà bị ung thư cái phần mũi á. Thì hôm bữa giờ chị Nga cũng có nhờ một phần thuốc của thầy Phương ở dưới Tiền Giang á, là có sức. Thì bên cạnh đó là một tuần lễ nay á, là chị Dân á được lên trên Chợ Rẫy là nhập viện để tiến hành là xạ trị gì đó, đợt 2 gì của bác anh chị. Thì bữa nay thì Phong đi xuống đây á, là cũng có những cái món quà dành cho chị Vân với mà bé Diễm. Thì thôi trước tiên á, thì Phong cũng gửi một cái lời chúc sức khỏe bình an may mắn đến tất cả những khán giả và những mạnh thường quân nha. Tại giờ đi hồi sáng giờ là Phong cùng với chị Nga là đi thăm cũng mấy hoàn cảnh rồi. Thì bây giờ là cũng giấc tối, tại vì giấc này á, thì chị Dân cũng mới được gia đình đưa về tới nhà nơi, nên là Phong đợi giấc chiều đi xuống đây mới có mặt của chị Dân. Thì hôm bây giờ thì Phong Nguyễn cũng mời ông bà cô bác cùng đi theo chân của Phong Nguyễn cùng với chị Nga nha. Đây thì Phong cũng có mua 3 lốc nước yến với bánh với một thùng sữa. Chào chú Út nha. Dạ, chú Út Vinh giúp một con thùng sữa nha. Dạ, thôi đi chị Nga. Đây. Rồi. Tại vì cái đường đi vô bên nhà của chị Dân á là cỏ không à, chứ không có đổ á, nên là Phong là phải đi nhờ cái đường bên đây. Dạ, con chào cô nha. Dạ, con mới xuống thăm gia đình. Có chị Nga. Dạ. Dạ, con đi xuống rồi chú. Ơi. Dạ rồi. Chà, hôm nay đầu bóng lưỡng vậy. Dạ. Hôm nay có chị Nga xuống thăm chị nè. Nay khỏe chưa? Khỏe chưa cưng? Ủa lạnh hả gì cô? Lạnh không? Lạnh nữa. Này hình ảnh nó hơi tối một chút. Con bé nè. Rồi, cu à. Cu đang chơi à. À, chị nay đi khám về hồi nào? Mới về giấc chiều. Dạ. Nay cái miệng chị có nó hình như nó có đứng lại không cô? Đứng lại. Dạ đứng dạ. Lại, nó đứng lại, nó xin lại. Tại bữa là lấy thuốc của bên thầy Phương á chị á, thì bữa đó là tới nay là hết rồi, nhưng mà nay nó cũng đứng lại. Ngày mai kiểm sức nữa không? Mời chị đi xin nữa. Sức không? Sức nữa không? Cô xin thêm. Sức cái thuốc mà bữa anh Phong đem đợt trước mẹ sức cho con á, con sức nữa không? Lần đem anh thi xin thêm về sức. Cũng sức là 3 lần. Dạ. 3 lần. Còn 2 lần nữa. Thích nữa nha. Dạ. Vậy ngày mai cô hay là chị gửi xuống hay là cô đi làm cho anh luôn? Bây giờ gửi cho anh cha ta, gửi bưu điện cho ta. Dạ. Được không? Chắc được, chắc em nghĩ là được để... Nếu mà chị có gửi thuốc xuống đây thì gửi Gần Khánh. Gần Khánh gần nó mới gửi cho xuống chứ chị đâu có hiểu. Dạ. Còn bây giờ cho người đi lên nhà chị lấy. Đây lên cầu Bạch Miễu, ngay cầu Bạch Miễu cái là có người đem ra cho chị. 2 tiếng cầu rồi thôi. Dạ. Là nhẹ hơn á, gần hơn á. Bên đây ai cạo đầu bóng lưỡng anh nè. Hôm đó ở nhà lấy cái bông đơ á rồi. Này bông đèn nó hơi tối. Anh nhả đâu rồi cô? Nó đang tắm rửa gì sao? Đang tắm như sao? Nấu cơm hả? Nấu cơm hả chị? Dạ. Chồng chị đang nấu cơm hả? Chặt đồ. Bữa nay cô bác gửi cho chị 3 lóng nước yến với thùng sữa cho bé Diễm với mấy cái bánh. Em mua hết 1 triệu. Chị uống nước yến ha. À, chị cô ấy nước yến cho chị uống đi cô. Này cũng có chú Út nữa nè. Có nước yến nè. Hôm nay chú Út đi làm về sớm rồi chú? Đúng, đến 5 giờ về đó. Nghe nói là ấy con điện ấy, có phòng xuống này đi thăm cháu và chịu. Dạ. Thấy nó về hỏi nó nhớ rồi cũng mừng, hỏi nó nhớ Út không, nó cũng nhớ. Thấy tình hình cũng ổn ổn hả chú ơi? Thấy cũng ổn hơn. Dạ. Đó rồi. Thấy con cũng mừng. Dạ. Con chị xuống phía sau. Đồ anh nhỉ? Đồ à.
Đây là khu ngồi nè, ngồi giữa đường luôn ha. À, bữa giờ cũng hơi vất vả ha anh. Dạ. Dạ. Chị thuốc cũng hơi thích, là thích canh luôn. Dạ dạ. Đợt này vô thuốc ổn không anh nhỉ? Dạ, vô thuốc nó không giật thì được rồi. Dạ, không có giật như đợt rồi ha. Dạ, đợt này thêm cái là chích canh tỷ á. À, chích thuốc của bên tỷ. Chích thuốc vô tỷ mình luôn á. Dạ dạ. Chích quá vô tỷ mình á. À, quá chị thẳng vô tỷ luôn. Dạ. Rồi thôi anh giặt đồ ha. Dạ vâng. Phòng đi lên phía trên. Thì đồ ăn thức uống coi như thế nào đi. Hù ăn cũng đồ ăn ngon quá nè. Canh, bí, cháo, dạ lục lội. Này, chị thấy sức khỏe của chị ổn rồi, cũng mừng hay chị ha? Nó khỏe, chịu đi dạ. Xin thuốc tiếp. Dạ dạ. Ừ. Để bà ngoại nó để ngày mai nhờ người đi xuống dưới. Dạ. Ừ. Đây lên cầu Rạch Miễu có tiếng hơn chút mà. Ừ, mà về cái mình sức liền vô. Dạ. Cũng có thuốc rồi mừng rồi đó chị. Có mình nếu mà người mình hợp tác là người ta vẫn đầy đủ cho mình. Này cạo đầu giờ thấy mát mẻ nè. Nhất hả chị? Đau à? Hả? Sao uống con miếng vậy? Hả? Uống ít nhưng uống nhiều lần. À. Uống ít nhưng uống sợ hết ha gì? Dạ. Sợ hết ha gì mà uống ít nhiều lần. Sợ hết hả? Sợ con sợ hết hả? Sợ hết, sợ hết yến. Uống một lần không hết, uống nhiều lần. Chị biết ai cầm máy không? Dạ. Ai cầm máy quay đây? Không. Phong hả? À. Hôm nay đầu óc cũng minh mẫn, tỉnh táo hả chị? Chị khỏe không? Nhức đầu hả chị? Cái người nó đi để thôi nằm cái chân teo. Em phải hả? Em đi bác sĩ nữa. Em không đi bác sĩ nữa. Đúng rồi, tương đứng đi nữa nha. Đi bác sĩ nữa. Chị không muốn vô quá chị nữa hả? Dạ. À. Dạ. Sao chị? Thì người ta nó vô, đừng đi vô quá tị, sức cái thuốc này nó mới hay hơn. Còn đi vô xả tị rồi sức là vô dụng. Dạ. Mệt thấy vô nó biết thấy chưa? Là thầy Phương là kêu đừng có đi quá chị. À nữa. Luôn á. Vừa tốn tiền mà nó ảnh hưởng hả chị? Nói nếu mà không ồ chào bé Diễm, chào con đã phanh tay chào ông bà nè con. À, bữa nay chú Phong nghe nói hình như con bị bệnh hả? À. Ồ còn nóng dữ vậy con, có uống thuốc chưa? Dạ bé nó uống thuốc chưa chú? Có nó uống hàng ngày ngày dạ. Biết là nãy có uống chưa, còn có uống thuốc chưa? Ngày nào rồi hai nó cũng cho nó uống thuốc rồi bơm nước mà cho nó ăn rồi, nó uống thuốc nhắc thuốc hoài. Nhà gì bệnh hoạn nheo nhóc hết rồi đã vậy bé Diễm cũng bệnh nữa. Mà giữ thêm nữa thằng nhỏ này nữa. Còn nóng lắm đó nha con. Mới uống thuốc vô á, má kêu về muốn cháo nãy con ăn cháo. Con ăn uống gì chưa? Ừ. À. Rồi xuống bên này gì đâu nhà bệnh hết trơn. Nhà cửa bữa giờ có ai tới thăm không con? Hôm nay đi có tuần mới về thì cũng rồi quên đó. Đi nằm trên chợ rẫy là cũng gần một tuần hả con? À đi nằm một tuần đó. Rồi thứ hai đi chủ nhật mới về đó. Thì cũng dạ. Không có chắc là cũng có người tới nhưng mà do là cháu đi bệnh viện á. Anh không có gặp. À, chắc không gặp. Nhưng bữa giờ nghe nói đi á nên con không có xuống thăm được. Bữa nay nghe nói xuống là con lật đật chạy xuống. À, không biết là khỏe không, tại nhiều cô bác là cũng quan tâm nhiều quá con. Dạ. Nay thấy về khỏe này giờ không đòi đi, không đi bệnh viện nữa, giờ phải xích thuốc đó với là vô nước biển thôi hả chị? Dạ. Chị em xin là xích hai liều luôn, bị ở xa quá không rồi chứ. Xích vô đi chị. Nha, chị xin dạ. Cho cưng là hai bịch. Là xích hai bịch nữa là hết luôn, là không có xích nữa. Chị chịu không? Chịu mà, nó sức khỏe. Đòi ở nhà là ở Trị Thuốc Nam, hôm đó cũng nói thôi không đi. Hôm đó mợ Sáu nói lên thăm mày, nói thôi đi, nói thôi để ở nhà mà xích thuốc Nam.
à, sống ngày nào được ngày nấy thôi chứ không chịu đi bệnh viện. Rồi mà Sáu năn nỉ, rồi mọi người năn nỉ, người này người kia năn nỉ mới chịu đi, chứ là vừa rồi cũng không có chịu đi. Em đâu biết đâu, thì thấy nó trong nhà nó nằm cứ vậy mình chịu. Còn lâu lắm không mới đi. Thì cứ là đợt này như cũng 15-20 ngày nó trở lên đó. Mà mình anh vậy thì không đi nữa. Đợt này vô xạ trị thì tốn chi phí nhiều không cô? Thì đóng tạm ứng 5 triệu. Thì về hình như trả lại mấy trăm gì đó. Chị rể nó giữ nên đã không biết. Dạ dạ, là đợt này là tốn chỉ có 5 triệu thôi. Thì nói chung ra là cũng không có nhiều, cũng cỡ đó trở lên. Dạ dạ. 5 triệu thì vậy. Cái chân bên đây hơi teo nè. Chân hơi teo. Cố gắng cho chị vận động. Nằm một chỗ nó teo á. Mai đi, mai sáng mày lên cái dẫn đi vòng vòng. Cái cô nó dẫn đi vòng vòng. Tự mình cái đẩy dạ. Nha. Cái mệt á. Cái chiếc xe đi nắp cái gì cái tự mình đẩy mình đi rồi nè. Nên là giờ lấy cái ghế đảo. Lấy cái đảo lần đi. Bữa này tóc này là ai cạo vậy cô? Chồng á. Chồng vậy mà hôm bữa không cạo, đợi về mới cạo. Ừ. Nó không dám cạo. À. Ừ. Này đầu lắng e luôn. Nên đi lên. Tối chị nằm chị niệm Phật nha. Đi lên bệnh viện thấy lạnh quá em mua cho cái nón. Dạ à, đúng mà rồi. Về cũng đâu có đòi đâu. Hôm nay có đòi không? Anh cảnh đó đâu có đòi hả? Đâu có sợ gì nữa đâu đòi. Bình nhưng mà đậu cho nó ấm cái đầu thôi chứ đâu phải sợ cái gì. Sợ đi lạnh á. Dạ chị nói hơi khó nghe. Đi gì không biết làm sao. Cái đó đó nó cản cái lưỡi hả? Cản lại. Nó sức vô nó châm chích châm chích. Nó ngấm vô trong thịt á. Cái thuốc bữa tới nay còn không cô? Hết rồi. Hết rồi. Trốn luôn á. Nên nó chặn đứng lại nó không ăn cày quầy nữa đâu. Sức cho nó đứng lại. Nên mùi đúng rồi. Mùi hôi hay gì? Mùi hôi. Lâu quá em không xuống mà nhớ em hả? Dạ. Có nhớ em không? Có nhớ không không? Có nhớ không hỏi có nhớ em không? Nhớ rồi. Hai lần vậy nha. Hỏi là anh Phong lâu xuống con có nhớ anh Phong không? Nhầm khi xuống không có quà bởi vậy đâu có dám xuống đâu. Dạ. Xuống nhầm khi không có quà cáp gì đâu có dám xuống. Em muốn gần quà cáp càng. Xuống là mừng rồi phải không? Dạ. Xuống là mừng rồi đúng không? Hôm nay em mua quà kìa, cô bác thương chị em mua quà chị uống tẩm bổ. Đừng có lo lắng nhiều quá nha. Làm bữa giờ là có cô với anh Nhã là túc trực ở đây luôn. Đi lên bệnh viện thì chỉ có một người được một người nuôi thôi. Dạ. Nhã trên đó thì ở dưới này nó cần gì thì chị mua. Thiếu gì đó là mua xa xa thì tại vì ở trên thành phố thì chị cũng rành đường. Nên chị cũng đi hơi xa xa mua cho nó đỡ được một chút. Dạ, dạ. Còn Nhã thì trực tiếp ở trên đó để nuôi nó chứ. Chị ở trên đó thì chị cũng không có đỡ lên đỡ xuống được. Nên bữa giờ chị có còn thấy tầm bậy nữa không cô? Không. Không. Hôm nay hết rồi. Ồ, vậy cũng mừng. Hôm nay khỏe vụ đó. Nhà công nhận nó hồng ghê ha cô ha. Ừ, nhà hồng. Chị, nếu mà sức thuốc là niệm Phật nha chị, vừa dạ. 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 Vừa sức thuốc vừa niệm Phật, cho nó đứng lại nó không ăn cái miệng của chị nữa. Dạ. Chị vừa sức thuốc vừa niệm Phật. Hả? Ừ. Cái máy mẹ mua đâu? Bữa, đúng rồi. Bữa lên trên đó đòi mua cái máy nghe kinh. Cái cục đó hả cô? Rồi cái máy gì nhỏ xíu ngộ ha. Bắt lên đi, bắt lên cho anh Phong coi. Để cho anh Phong nghe. Chưa sạc chưa sạc. Bữa giờ còn nhõng nhẽo với mẹ không? Chưa sạc. Bữa giờ chị còn nhõng nhẽo với mẹ không? Còn nhõng nhẽo với mẹ ở đây không? Còn nhõng nhẽo không?
đau hay gì? Nó gờ gờ. Đừng có đút vô, nhiễm trùng đó. Vậy chị nhổ cái răng hả? Không nhổ được. Nó cứng lắm, con không nhổ được, để từ từ. Xương hả? Đó cái xương. Mua cái đâu không biết đâu, thì đi đi mua cái nhỏ, nó nói là cái này để mẹ mày đưa cho coi thôi, đưa cho anh Phong coi thôi. Rồi cái này nó cũng gọn, rồi treo cổ rồi nó nghe đó. Bắt cũng gọn. Cái máy nghe kinh luôn. Nghe kinh rồi, nó mua cái bản nhạc kinh thôi. Cho em nó nghe kinh thôi. Chị nghe lần nào chị xuống chị cũng quan tâm với lo cho chị Vân ở đây lắm. Tại vì thương. Chị mới mua cho mấy cái hộp yến này đó nè. Yến này yến uống uống bổ nè, yến cái yến này là yến nguyên chất nè, chứ không phải là cái loại kia. Yến này tới mấy trăm ngàn một chai lần nè. Cái này mắc tiền dữ lắm á. Một cái chai này một cái chai này bằng một cái bằng gần một lốc kia luôn, hai lốc kia luôn á. Dạ. Cái đầu đem lốc vô đây nè, gà phe anh Phong nè, nè đó cô nghe coi. Quý lắm luôn hả chị? Ôm vô người luôn hả? Để uống đi. Uống chứ. Cô ấy yến này đi cho chị uống đi cho nó khỏe. Uống nha, con uống nha, mẹ khui cái này con uống nha. Trời để dành á. Trời để dành ôm ngủ luôn mới chịu à. Mẹ đưa qua cho, mẹ đưa qua cho. Mẹ để đây. Rồi, không ai là không tát. Yến này là uống yến uống cái này thêm không? Không uống nữa. Rồi mấy đứa nhỏ nè. Có bần quần không nha con? Hả? Lại đây con. Rồi bé Diễm đâu? Diễm là chú Phong nè. Rồi. Thì tình hình mấy bữa nay học hành sao rồi con? Dạ, có bữa thứ 6 con bị sốt cho nên con nghỉ bữa thứ 6. Bữa thứ 6 con sốt rồi con nghỉ ha. Dạ. Rồi mấy bữa nay mẹ đi lên bệnh viện một tuần lễ ở nhà rồi con sao? Có, dạ, ở nhà con ở dì Hai Nghi rồi. Sáng đi học là dì Hai Nghi coi em rồi con đi học. Bữa giờ con có ăn uống đầy đủ không mà thấy ốm với gì con? Dạ có. Tại mấy bữa rồi con, hai bữa nay con bệnh. Hai bữa nay bệnh ha. Dạ. Giờ còn sốt nữa nè. Mới uống thuốc giờ đó. Bệnh này tối nó hay dễ bị sốt lắm. Tắm rửa cho con. Dạ rồi. Bữa giờ ba Tâm mẹ Ngọc á, nói nhắn chú Phong á, là xuống động viên con. Tại bữa giờ bận quá chưa xuống thăm con được. Thì con yên tâm nha, lúc nào ba mẹ nuôi cũng bên cạnh con ha. Dạ, không nói gì mẹ Ngọc ơi. Nói gì với ba Tâm mẹ Ngọc không con? Dạ, con cảm ơn ba Tâm mẹ Ngọc đã nhờ chú Phong xuống động viên con. Trời ơi, đừng có lấy cây nha. Dẹp nẹp đưa cây. Trời ơi, bệnh hoạn vậy mà còn ẩm đứa nhỏ đây. Bữa giờ mẹ đi lên chợ này con nhớ mẹ nhiều không? Nhớ lắm hả? Dạ. Con ở nhà có niệm Phật thắp hương không? Dạ có. Con thắp hương con nói sao? Dạ con nói là con cầu cho mẹ con hết bệnh. Rồi sao nữa? Để mẹ con sống với con với em. Giờ mẹ con từ từ khỏe lên rồi con yên tâm ha. Dạ. Đi học bữa giờ có ai bắt nạt con nữa không? Dạ. Hết rồi ha. Dạ. Con dáng học ngoan học giỏi, giờ phụ bà ngoại ở đây lấy đồ ăn thức uống cho mẹ ăn tẩm bổ ha. Dạ. Mẹ nhìn con kìa. Con lại hỏi mẹ coi mẹ cần gì không? Mẹ cần gì không mẹ? Mẹ không cần vậy hả? À, chú Phong chưa cầm máy quay nhanh lắm. Con hỏi đi, con hỏi lại đi. Mẹ cần cái gì không mẹ? Dạ. Mẹ nói gì mẹ? Chỉ cần con học giỏi là được. Chỉ cần con học giỏi là được. Nha. Chỉ con cần học, mẹ con chỉ cần học giỏi là được. Đào hay gì vậy? Đào nó lớn nó đào. Từ từ nói mẹ nghe, mẹ nói nghe mẹ nghe. Sao khóc nữa? Tại vì con nói mẹ em khó nghe, con không có nghe. Thôi thôi vậy.
thương mẹ không con? Nói mẹ nói lắng là rồi, nghe thôi chị nghỉ ngơi đừng có nói nhiều quá. Nói nhiều quá nha. Sao mảnh này đụng vô toàn xương không vậy? Mẹ con về hồi nào con? Mẹ về hồi chiều. Về hồi chiều ha. Và chú Phong canh cũng đúng giờ ha, vừa xuống chút xíu là ủa xuống mẹ con về chút xíu là chú Phong tới à. Ủa đôi bông của ai mà đẹp dưới con? Dạ của mẹ Ngọc với ba Tâm mua. Mẹ muốn nói cho. Nói rồi, em nói rồi. Bữa nay có muốn nói gì chú Phong với cô bác nữa không? Dạ con mong chú Phong với cô bác giúp mẹ con hết bệnh rồi. Chứ không muốn gì hết hả? Dạ. Con cảm ơn, con cảm ơn. Dạ con cảm ơn chú Phong với mạnh thường quân và cô bác nhiều. Thấy mẹ con thương quá à. Mà con không biết làm sao hết trơn. Chú Phong cũng dám cố gắng thôi chứ không biết sao hết con ha. Con cảm ơn bác nè. Cảm ơn. Dạ con cảm ơn bác giúp mẹ con. Dạ được rồi, thôi được rồi con. Bác hôm nay là bác ở nhà bác cũng lo lắm. Mà đâu có biết hỏi làm ai được đâu. Dạ con cảm ơn bác. Dạ ngàn gán rồi cho mẹ nè với con nha. Dạ. Gán uống sữa vô chú Phong niềm sữa xuống uống đi. Uống đại đi chú Phong cho nữa. Ha. Con để làm chi? Để mốt nó chua. Dạ tại dạ. Hai bữa rồi con bệnh con không có uống được. Con gán. Gán ăn uống vô. Ha. Thấy tội quá chị. Thôi bữa nay chú Phong đi xuống cũng có một cái số món quà nhỏ nhỏ dành cho gia đình của con với mẹ con á. Thì thôi để chú Phong gửi để truyền nước biển cho mẹ con ha. Nghe con gái. Dạ. À. Dạ, sẵn có chốt rồi, chốt qua. Con nghe nói mấy bữa nay là chốt á là cũng là trực tiếp nhờ bên bác sĩ á là vô thuốc khi mà ở nhà á. Thì có gì thì con sẽ gửi cái phần tiền nhỏ nhỏ đó chốt với mẹ của chị Vân á sẽ ấy cho nó tiện hơn ha. Dạ, chú vô đứng giúp con. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong đang có mặt ở dưới mỏ Cà Nam Bến Tre. Thì xuống thăm chị Vân á, thì chị Vân bữa nay là sức khỏe cũng có tiến triển rất là nhiều. Rồi cũng không có thấy tầm bậy tầm bạ. Rồi mới vừa ở trên Trà Rẫy mà cũng gần một tuần lễ bữa nay là cũng mới về. Thì mấy ngày hôm nay Phong cũng có nhận thêm những cái phần quà từ phía những ông bà cô bác mạnh thường quân á. Thì nãy Phong cũng có mua 3 lốc nước yến với 2 cái bánh với một cái thùng sữa cho bé Diễm nữa. Thì hết 1 triệu. Thì bên cạnh đó thì Phong cũng có nhận một số phần quà từ số mạnh thường quân đã yêu thương gia đình của bé Diễm và chị Vân ở đây. Thì Phong Nguyễn cũng xin phép là đọc cái danh sách. Ở đây thì có một cái người cô giấu tên ở ngay địa phương của Phong á, là ở dưới Phúc Dân á, là 500.000 gửi 500.000. Cô Phan Thị Thanh Bình là 500. Chị Nga ở quận 5 là 500. Em Duyên là 1 triệu. Không biết tên là không có ghi tên đó thì 300.000. Chị Hiệp Phố Highland Highland là 2.364.000. Thì tổng cái số tiền là 5.164.000. Thì Phong trừ ra là 1 triệu mua đồ thì còn là 4.164.000. Thì ngay bây giờ thì Phong sẽ trao cái số tiền là 4.164.000 cho gia đình. Thì tại vì Phong khi mà trao đổi gia đình là biết mấy ngày hôm nay là từ cái lúc mà chưa đi lên bệnh viện á thì chú Út ở đây nè cùng với mẹ của chị Vân á là nhờ bác sĩ tới mà tiêm những cái loại vô những cái loại nước biển á với mà chất dinh dưỡng vô người á thì nó mát người, nó làm cho đầu óc nó không còn bị căng thẳng nữa thì rất là tốt sức khỏe, nên mà Phong sẽ trao trực tiếp gia đình ở đây khi mà có bác sĩ tới á, mình vô thuốc cho nó tiện hơn ha chú ha. Con đếm tiền nha.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 40, 41 và 4 triệu 100 với 64.000 còn 65 luôn. Dạ. Trời chúc nó câu giúp con ha. Phong giúp giao cho cháu nó số tiền 4 triệu 164 ngàn để nhận giùm giữ giùm cháu khi mà đã vô nhờ bác sĩ ở gần đó vô nước biển giùm. Thì cũng cảm ơn bà con cô bác là cũng thương cháu giúp cho, thì cũng thay mặt gia đình thành thật cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bà con đã giúp đỡ cho cháu. Dạ. Còn bé Diễm nó có thiếu cái dụng cụ học tập gì ở chốt mua giúp con nha. Rồi rồi. Còn ở đây thì Phong có giữ của cô Linh là 100 đô la Úc. Thì cô Linh cũng nhờ Phong là giữ ở đây rồi mua đồ ăn thức uống cho bé Diễm. Thì Phong sẽ còn giữ 100 đô la Úc. Thì con cũng thông báo trên đây ha chú Úc ha. Rồi. Dạ. Thì mẹ của chị Diễm có muốn nói gì không? Dạ. Chúng chị rất cảm ơn tất cả mạnh quân Phong đã đến đã giúp đỡ số tiền này để cho cháu vượt qua cứu mạng nó được lần nữa. Chị rất cảm ơn. Dạ, thôi cô cũng đừng có xúc động nhiều quá thì chị buồn nữa. Ha cô ha. Cảm ơn chú rất là nhiều luôn. Chú vừa đi làm mà thấy con cháu của mình bị như vậy đó thì cũng bỏ cô cũng nở. Thì nói đi làm chứ mà lúc nào á là rảnh dỗi một cái khoảng thời gian nào á là chạy qua liền à. Đúng sợ này kia cũng không yên tâm mà chạy qua chạy lại đi thăm chừng cháu mà hỏi cho nó tỉnh táo được rồi nó khỏe, nó hỏi nó biết Út Phong là nó biết là mừng dữ lắm rồi. Khi nó không cũng không biết rồi hỏi nó cô không biết ai thì cũng mình trong lòng cũng buồn mà không biết làm sao. Dạ. Thì cháu nó vậy rồi cũng thì bà con giúp mừng rất nhiều, cảm ơn bà con dữ lắm. Dạ. Thì con cũng mong chú với cô ở đây với gia đình có nhiều sức khỏe để mình làm cái điểm tựa cho chị dân nữa. Thì con cũng không biết như thế nào hết, chỉ cầu mong cái clip là đăng lên thì được sự lan tỏa, thì cô bác xem có những cái tình yêu thương gửi vào kênh của Phong thì Phong xuống đây Phong trao để mà cứu lấy mạng sống của một cái người mẹ mà bị ung thư lỗ mũi mà nuôi một cái đứa con là bé Diễm á. Tại vì bé Diễm lúc trước á, là thật sự là đứa con rất là hiếu thảo, cầu cứu cái sự sống cho mẹ của mình. Trong cái lúc đó thì chị Dân là mang bầu tới 31 tuần tuổi, nhưng mà do không có mà xạ trị nhưng mà bị ung thư hoành hành á, bắt buộc là phải tiêm thuốc cho da con á. Thì còn có chồng của chị nữa, nhưng mà hôm bữa giờ thì công việc là nói chung là ở nhà anh Nhã vừa mà săn sóc cho chị, và bên cạnh đó là mẹ của chị cũng ở đây nữa. Rồi hai người là túc trực là thương lưng phiên nhau mà săn sóc như vậy đó. Rồi tiền bạc cũng có gì hết trơn. Thì chú Út ở bên kế bên đó, chú Út thấy như thế nào? Thì chú Út cũng giúp sức chứ biết sao, thấy chị với cháu cực khổ rồi mà giúp cho cháu nó, phụ lo cho cháu nó vậy mình cũng vui. Thấy con cháu mà mỗi lần hỏi thăm nó là mà nó nhớ mình là mình vui lắm rồi. Dạ. Nhưng khi nó không biết gì trơn, thấy trời không biết làm sao đây nữa. Cái bữa mà con vô mà không thấy không có nhớ trời chăng gì, toàn là chỉ cái này chỉ kia. Lúc đó con thấy là đúng, sản nó nói tầm bậy tầm bạ, mình nói chắc nó không xong nó, mình cũng không biết nó là sao rồi. Đau thưa đau lòng lắm chứ mà giờ biết làm sao vậy. Dạ, bữa nay cũng này thấy nó hơi không ổn được này thì rất mừng. Dạ. Thì chú bây giờ cũng mới vừa về thì cô bác anh chị chú Út đi làm nhưng mà chưa có tắm rửa, chưa ăn uống nữa. Để chú Út về nghỉ ngơi tí ha. Dạ. Con trao đổi với gia đình tí nữa, con với chị Nga cũng về. Cảm ơn chị giúp cháu. Dạ dạ. Dạ cảm ơn chú. Rồi thì Phong cũng cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác mạnh thường quân và những khán giả luôn quan tâm đồng hành cùng kênh của Phong Nguyễn để giúp cho hoàn cảnh chị dân ở đây. Thì Phong thật sự là Phong rất là may mắn, rất là hạnh phúc khi mà lúc nào cô bác cũng đã dành những cái sự yêu thương đến những cái hoàn cảnh đặc biệt là ngặt nghèo. Thì hôm bây giờ thì Phong Nguyễn cũng xin tạm thời khép chương trình tại đây và cũng không quên gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả những khán giả và cô chú Mạnh Thường Quân nha. Chào ông bà cô bác luôn. Chào khán giả đi con. Con chào ông bà cô bác, con chào Mạnh Thường Quân. Rồi. Nói gì vậy? Nói gì nãy giờ vậy?
Nói là mai nói với con, nói mai đem thuốc xuất tiết không? Dạ. Cho